Arahang sama samputo phagawa putang phagawantang afigwa demi swakato phagwata thambo thamang namasami subhatipando phagwato sawaka sangko sangkang namami namathu ratanatiyasa. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chư tăng. Đức Phật là đấng pháp vương vô thượng, tự ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh Phật phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết có công năng hướng thượng, đưa người từ bờ mê đến bến giác, từ chỗ tối đến chỗ sáng. Những người có niềm tin thực hành theo chánh pháp sẽ thành tựu an lạc đời hiện tại, đời tương lai, và được giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi. Đệ tử xin thành kính đại lễ giáo pháp. Chúng thinh văn đệ tử Thế Tôn, bậc thiện hạnh, trực hạnh, dư lý hạnh, chân chánh hạnh là phước điều vô thượng ở đời. Chúng con thành kính đại lễ chúng thinh văn đệ tử ấy. Nguyện hồng ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể quý tu nữ, chư Phật tử và nhóm Phật tử Supanya là thí chủ ngày hôm nay, mong cho tất cả được sự an vui, tiến hóa thành tựu công đức viên mãn do cái ngày làm phước dân y cái thế đá hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tu nữ, kính thưa chư Phật tử, hôm nay là ngày lễ dân y tại chùa Viên Giác, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Theo thông lệ hàng năm là 13 tháng 10. Đúng ra thì năm nay đó, do vì cái con đường ở phía trước cổng chùa, cái hẻm đang được nhà nước nâng cấp, cho nên cái việc mà di chuyển rất là khó khăn cho Phật tử. Mặc dù trong mấy ngày qua đã khẩn trương lót đá, trải đá, nhưng mà sư vẫn không có thiệp mời thỉnh chư tăng ở các nơi về, chỉ làm nội bộ thôi. Nhưng mà về phần Phật tử, chúng ta hoan hỷ, chúng ta về đây để tham dự cuộc lễ dân y Ca Thí Na. Sư rất là hoan hỷ để đón chào quý vị. Và thưa quý vị, thật tình thì ở trong Tư Ngữ Bộ Kinh đó, Đức Phật ngài có dạy lợi lộc cung kính. Này các tỳ kheo, là cái pháp chướng ngại cho đến như một vị thinh, một vị lậu tận A La Hán thì cũng là một chướng ngại cho các ngài, đừng nói chi là kẻ phàm phu. Rồi lúc bây giờ tôn giả đang ra bạch hỏi Đức Thế Tôn, lợi lộc cung kính danh vọng chướng ngại cho hạng phàm phu thì phải rồi, nhưng bạch Đức Thế Tôn ý nghĩa nào mà nói rằng là vẫn chướng ngại cho một vị lậu tận A La Hán? Thì Đức Phật này dạy rằng khi mà các bậc lậu tận các ngài phải nhận lời thỉnh mời
để chứng minh cái cuộc lễ cúng dường của các cư sĩ, thì các vị ấy không có thời gian để mà nhập thiền, để hưởng lạc giải thoát. Cho nên đó cũng được xem như là một chướng ngại. Ở bên ngoài cũng vậy. Xin nói điều này thì các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ. Trong mùa dân y, sư đi đến chỗ này chỗ kia để thuyết pháp cho Phật tử trong các cái cuộc lễ ở các chùa. Nhưng thật tình thì ở trong chùa này, sư cũng không muốn tổ chức lễ rình rang. Một là nó trở ngại tốn kém cho các Phật tử với sức khỏe quý vị đường xa xa xôi về đây, sư không muốn. Với hơn nữa sư bao việc, sáng hôm nay ăn bữa dỗ lỗ bữa cài là sư không có thể ngồi lại để sư yên tâm mà dịch kinh soạn sách được. Nhưng mà cái trách nhiệm thì phải làm, cái trách nhiệm trụ trì đối với chư tăng bổn tự và trách nhiệm một vị pháp sư đối với quần chúng thì sư phải làm. Thì ở đây đó, sư hy sinh để sư làm lợi ích cho quý vị, thì sư cũng mong rằng các Phật tử chúng ta về đây đó, các vị cũng phải hy sinh một chút. Tức là các vị đừng, các vị chỉ cố gắng tạo phước chứ đừng có tạo tội. Chúng ta đi đến đây chúng ta giữ yên lặng trật tự, nghe pháp và cúng dường để tạo phước. Chúng ta đừng có ồn ào náo nhiệt. Nhất là chúng ta không phải đi đến mỗi chùa để dự lễ rồi đi tìm cái bàn dành cái chỗ mà ngồi ăn. Xin nói thẳng quý vị, rất thương những Phật tử nào mà đi đến không vì miếng ăn, chỉ vì muốn được làm phước và muốn được nghe pháp thôi. Cái điều rất đáng quý. Tất cả chúng ta, sư cũng như quý vị, đã trải qua trong vòng sanh tử luân hồi không biết bao nhiêu kiếp sống, chúng ta bị khổ đau nhiều, khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Đó là chưa kể những cái kiếp sống mà chúng ta phải bị đánh đập, bị giết chết, bị tù tội, hay là chúng ta phải khóc để tiễn đưa người thân. Nước mắt mà chúng ta rơi xuống trong vòng sanh tử luân hồi, máu mà chúng ta đổ ra trong vòng sanh tử luân hồi, nước mắt đó, máu đó, Đức Phật ngài dạy rằng nhiều hơn cả nước bốn biển. Đây là điều mà ở trong Tương Ương Bộ Kinh Đức Phật ngài đã dạy như thế. Cho nên các Phật tử chúng ta nên hoan hỷ. Sư chỉ hoan nghênh những Phật tử nào mà đi về đây chỉ vì mục đích làm thiện, là tạo phước, và chỉ vì mục đích là để nghe pháp. Cái đó là sư rất hoan nghênh, sư rất trân quý. Dầu cho quý vị nghèo tiền, nghèo bạc, nghèo tài sản, mặc y phục thô sơ sờn cũ, nhưng mà cái niềm tin của quý vị dồi dào thì đó cũng là đáng trân quý. Còn khi mà chúng ta đến đây mà chúng ta ăn mặc sang trọng, thế nhưng chúng ta đi đến để vui chơi, để vui cười hỉ hạ, hay là để chúng ta dành ngồi chỗ cái bàn ăn, ăn cho no bụng rồi đi về, thì cái điều này thật sự sư không muốn cái sự có mặt của những người đó. Sư nói thẳng như vậy. Người ta không dám nói nhưng mà sư dám nói. Sư không có sợ cái gì hết, vì sư không có sợ mất. Sư đâu có cần đâu mà sư sợ mất. Sư chỉ muốn sao Phật tử chúng ta lắng nghe những gì mà sư trình bày ở trong giáo pháp,
Ở đây có một câu Phật ngôn mà Đức Phật Ngài dạy rằng: Kusalesu thammesu appamado eko thammu bahukaro. Cái chữ appamado tức là cái sự không giải đãi, không dễ vui trong thiện pháp. Quý vị hiểu câu đó như thế nào? Ở đây thưa quý vị, khi nào mà chúng ta có sự quý trọng giáo pháp, ngồi lắng tai nghe pháp và hiểu được từng lời, cái đó là không dễ vui trong thiện pháp. Thứ hai nữa là trong cái ngày mà chúng ta đi làm phước, người Phật tử luôn luôn sáng thức dậy chuẩn bị đi là quý vị đã nguyện trong tâm rằng: nguyện trong ngày hôm nay ta giữ giới, an trú trong giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, để chúng ta đi làm phước. Chúng ta làm phước trên cái nền tảng thiện pháp là giới hạnh, để cho phước báo nó tăng trưởng, như là chúng ta gieo trồng cái cây giống, cái hạt giống ở trên một cái thửa đất trù phú phì nhiêu. Cái đó là chúng ta không dễ vui trong thiện pháp. Một người Phật tử khi chúng ta đi đến chùa dự lễ dân y, chúng ta luôn luôn có chánh niệm, chúng ta biết rõ việc mình đang làm, biết rõ cái lời mình đang nói, biết rõ cái tư tưởng mình đang suy nghĩ cái gì, nói cái gì, làm cái gì, chúng ta biết rõ. Như vậy là chúng ta có chánh niệm và chúng ta có sự tỉnh giác. Bằng cái trí tuệ chúng ta phải hiểu rằng chúng ta làm gì để chúng ta được cái phước báo, chúng ta làm sao để tránh được cái điều tội lỗi, thì cái đó là chúng ta không dễ vui trong thiện pháp. Nó quý lắm thưa quý vị. Người Phật tử chúng ta trong lúc đi diễu Phật, quý vị nên nhớ như thế này: cái ngôi chánh điện này đó, thực ra đó là cái gan thân của tí, tức là cái hương thất của Đức Phật. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế thì ở mỗi một chùa nơi mà Đức Thế Tôn đến, dân chúng họ xây dựng ngoài cái Sankha Vihara, tức là cái tăng xá, hay là những cái cú tí để dành cho các vị tỳ kheo ở, thì người ta còn làm ra một cái gọi là Maha Vihara. Vậy bây giờ chúng ta gọi Maha Vihara là chánh điện đó, là cái nơi Đức Phật Ngài ngự. Nhưng mà Đức Thế Tôn viên tịnh Niết Bàn rồi thì mình vẫn để dành một chỗ cho Đức Thế Tôn. Và như vậy mỗi lần mà chúng ta làm lễ như lễ dân y cái thí đá chẳng hạn, chúng ta có cái pháp mà gọi là nhiễu Phật. Mà như thế nào gọi là nhiễu Phật? Chữ ba đắc khi năng cá tá, ba đắc khi năng cá tô ở đây có nghĩa là chúng ta đi quanh bên hữu. Cái tục lệ ở bên Ấn Độ thời Đức Phật, khi mà chúng ta bày tỏ cái lòng thương kính của mình đối với một người thì chúng ta hay diễu, hay đi diễu quanh người đó. Thí dụ như
con cái đối với cha mẹ có cái lòng kính trọng. Cho nên mỗi một buổi sáng thỉnh cha mẹ ngồi đảnh lễ cha mẹ xong rồi đi diễu chung quanh Đức Phật, diễu chung quanh cha mẹ, cái đó bày tỏ lòng tôn kính. Ba đắc thiên năng có nghĩa là diễu quanh bên phải, đi theo chiều kim đồng hồ. Thậm chí một người vợ mà thương yêu chồng, nhân những cái ngày lễ trọng đại, người chồng ngồi đó, người vợ cũng đi diễu chung quanh để bày tỏ cái tấm lòng của mình. Thế cho nên khi mà Phật tử chúng ta đến chùa, trước khi mà chúng ta cúng dường đến tăng là chúng ta kính trọng Đức Phật, là chúng ta diễu quanh Đức Phật. Thời Đức Phật còn tại thế đó, thì mỗi lần mà đến Phật tử mà đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp xong, họ đảnh lễ Ngài rồi họ diễu quanh Ba Đắc Thi Năng Ca Toa. Sau khi diễu quanh Đức Phật ba vòng thì họ mới đi ra về. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa đó. Cho nên khi mà chúng ta đi nhiễu Phật, chúng ta có những điều cấm kỵ, nói cấm kỵ thì nó hơi quá đáng, nhưng mà những điều đó chúng ta không nên có. Một là vì đi nhiễu Phật là cung kính Đức Phật, cho nên phải đi chân không, không có mang dép. Đi diễu Đức Phật chúng ta không nên mang dù, mang lộng. Bởi vì như thế này, bây giờ mình mang dù, mang lộng mình đi đó, thì như vậy cái tâm cung kính Đức Phật ở đâu? Trong khi Ngài ngồi không có dù lộng, mà chúng ta đi ở ngoài thì lại có dù lộng, lộng điều không nên. Thứ nữa là trong lúc mà đi diễu Phật đó, chúng ta đi phải chậm rãi và trong thâm tâm nghĩ rằng kính lễ Đức Thế Tôn. Thường thường thì người ta đi diễu Phật, người ta chắp tay, người ta nghĩ nè: Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Chúng ta vừa đi mà chúng ta vừa đọc như vậy. Nhưng mà tại vì bây giờ đó, cái tập tục nó quen rồi, từ xưa đến bây giờ, thì giờ lễ Như Y Phật tử chúng ta đội đầu chúng ta đi cho nó vui, cho quan hỷ vậy. Nhưng mà thực ra những người không có lễ phẩm, chúng ta đừng có chạy đi tìm cái bộ y để mà cầm đội chi. Chúng ta chỉ cần đi cầm một bông hoa, chắp tay lên, mà mình đứng ở trên chánh điện, đứng ở trên nhìn xuống, để cho mọi người đi nhìn, đi diễu quanh mình à. Cái đó là cái bậy nhất, cái bậy nhất. Cho nên trong cái giờ diễu Phật á, tất cả mọi người đều phải rời khỏi chánh điện, chỉ có mình Đức Phật là ở trong chánh điện mà thôi. Cái đó mới đúng. Các vị hiểu không? Cho nên chút xíu nữa sư yêu cầu các Phật tử tới giờ diễu Phật là chúng ta tập trung ra bên ngoài. Nếu chúng ta không muốn đi diễu hành đảnh lễ Đức Phật thì chúng ta chịu khó bước ra, bước ra ở ngoài hành lang, ở bên ngoài đó, chúng ta nhìn vô. Chứ chúng ta không nên đứng ở trên chánh điện. Sư nhắc hoài ở đây và ở bên chùa xử lý, sư nhắc hoài mà cứ như vậy. Bởi vì Phật tử chúng ta không hiểu. Quý vị biết cái đó là nó tội lỗi lắm. Chúng ta không phải là Phật mà chúng ta đứng để mà đón nhận cái sự diễu hành của họ chung quanh mình thì mình tổn đức. Và cái chỗ mà trang nghiêm
thờ Phật mà chúng ta lại mang dép mang giày bước lên đó thì rất là nguy hiểm thưa quý vị. Vua Bimbisara ngày xưa kia đó, ông vua bị con là thái tử Asathế nhốt vào trong ngục thất, rồi cuối cùng thì cho người đến cắt cái gót chân, sát muối vào và hơ lửa róc cho đến chết. Do cái nghiệp gì mà bị cắt gót chân như vậy? Do cái nghiệp đời quá khứ, tiền thân của vua Bimbisara đã mang giày dẫm đạp trên cái nền tháp Xá Lợi của một vị Phật ở trong quá khứ. Quý vị thấy ghê sợ chứ. Cho nên bây giờ các Phật tử chúng ta đừng vì mất đôi dép có nhiều, có mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn thôi, sư cho quá lắm là 1 triệu, 2 triệu à. Nhưng 1 triệu, 2 triệu để chúng ta thà mất dép, chứ không phải để mất cái sự an vui ở trong kiếp sau. Thà mất dép chúng ta đừng để bị mang cái hậu quả về sau mà cái chân của chúng ta phải bị lỡ lối, phải cục hết trên ngón chân, phải cục cái gót chân, phải đi cà nhắc. Quý vị nghĩ cái nào? Cho nên hễ mỗi khi quý vị đi diệu Phật mà quý vị vì quá tôn trọng đôi dép, mang dép đi sợ mất đó, thì quý vị hãy nhớ lại cái hình ảnh trong tương lai của mình sẽ cái chân đi cà thọt, thì quý vị tính đi. Bây giờ tính thế nào đây? Chúng ta phải làm một cái sự so sánh. Cho nên các Phật tử chúng ta phải cẩn trọng, đừng có dễ vui. Cho nên cái câu mà Appamado Kusale Sutthame Sut, cái câu mà không dễ vui trong thiện pháp, cái câu này khó làm lắm thưa quý vị. Bỏ tiền ra để đi làm phước là một điều khó rồi, bởi vì tâm chúng sanh bỏng sẻn. Nhưng mà người nào mà chịu bỏ tiền ra để mà làm phước đó, họ đã được cái khó đó. Nhưng mà bỏ tiền ra mà làm phước kiểu nào, cách nào để thành tựu được phước báo lại là một điều khó nữa. Và trong cuộc sống hiện tại của chúng ta đó, đừng có nói chi là cái việc mà làm phước đơn giản như thế này. Ngay cả trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, về thân, về khẩu, về ý, nếu chúng ta khéo tu tập, khéo tác ý, thì chúng ta tạo được cái thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện, đưa đến quả tốt đẹp. Còn nếu như chúng ta không khéo tác ý thì tạo ra cái thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp, ý ác nghiệp, thì trong tương lai là chúng ta khổ đau dài dài. Bây giờ người Phật tử chúng ta không dễ vui trong thiện pháp, nói theo một cách khác nữa là trong đời sống tu tập hàng ngày, chúng ta có 7 cái thiện pháp mà chúng ta cần phải nhớ. 7 cái thiện pháp đó, một là Satha, đức tin; hai là Sila, là giới hạnh; thứ ba gọi là cha gá, tức là cái sự bố thí; thứ tư là đa văn, sutta, bahusutta; thứ năm tức là trí tuệ, panya; và thứ sáu là lòng tàm; thứ bảy là lòng quý. 7 cái thiện pháp đó được gọi là 7 tài sản của bậc thánh. Nhưng mà bây giờ người Phật tử chúng ta đó, trong đời sống hàng ngày chúng ta có rất nhiều cái sự dễ vui ở trong các pháp. Trước hết là chúng ta nói về cái sự dễ vui trong đức tin. Cái thế nào là sự dễ vui trong đức tin? Người Phật tử chúng ta phải nhớ rằng cái niềm tin nó là dẫn đầu để cho tạo được các thiện pháp. Sattha, sa thuốc và tiết thi tà, Sattha, pan, thá tiết, pa thay dân. Đức tin
thiết lập thiện pháp, đức tin, gối cột, hành trang, thiện pháp để đem theo trong ngày vị lai. Người mà không có đức tin thì không có thể làm được thiện pháp, bố thí, trì giới, tu thiền đâu. Cho nên cái đức tin nó là một của báo, sát tha sát thanh á, là một báo vật chúng ta phải giữ. Mỗi người Phật tử chúng ta cái niềm tin nơi Tam Bảo, chúng ta nhớ thế này, chúng ta chỉ tin vào nhân quả, tin nhân tin quả, tin mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, và chúng ta tin vào cái sự giác ngộ của Đức Phật, cũng như tin vào giáo hiệu năng chánh pháp mà Đức Thế Tôn thuyết, tin vào chúng thinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn thực hành theo chánh pháp đắc quả Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Chúng ta cứ giữ bốn niềm tin đó thôi, giữ bốn niềm tin đó, bốn cái niềm tin đó rồi chánh tính. Ngoài ra người Phật tử chúng ta lâu lâu lén đi coi bói là chúng ta dễ vui, chúng ta chỉ tin vào cái số mệnh hên xui. Chúng ta lén, năm nay nghe ông thầy bói nói năm nay mình bị cái sao hạn xấu nó chiếu, cho nên quản quá không tin Đức Phật nữa. Không phải là không tin, nhưng mà Đức Phật ở xa quá, cho nên bây giờ thôi tin thầy bói cho nó dễ. Là bây giờ đi trong chùa, đi đến chùa bài cái vụ cúng sao cúng hạn, người ta nói là phải cúng bao nhiêu ngọn đèn cầy vân vân, thì chúng ta cũng tin theo. Cái đó là chúng ta dễ vui trong niềm tin, quý vị hiểu không? Đó là dễ vui trong niềm tin. Người Phật tử chúng ta đó, có một cái nữa là chúng ta chú ý, tin Đức Phật là Đức Phật có ở trong trái tim của mình, không có lựa là. Chúng ta phải in cái hình Đức Phật ở trong cái áo để chúng ta mặc. Chúng ta không có xăm hình Đức Phật ở trên cái vai của chúng ta. Và chúng ta đừng có làm cái tượng, cái tượng nhỏ nhỏ rồi chúng ta đeo lên cổ, hay là chúng ta máng trong áo, hoặc là chúng ta dán đề can hình Đức Phật ở trong cái điện thoại chúng ta bỏ trong cái túi quần. Cái đó chúng ta đã dễ vui trong cái niềm tin của Đức Phật. Sự chỉ điểm cho quý vị thấy những cái mà chúng ta dễ vui mà Phật tử chúng ta không hay, không hay. Rồi lại nữa, dễ vui trong giới. Người Phật tử chúng ta quý nhất là giới hạnh, bởi vì si lê nó sức tinh danh tí, chúng sinh mà sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Si lê đó phố gà sắp bà đa, chúng sinh mà được đầy đủ tài sản, không bị thất thoát tài sản trong tương lai cũng do nhờ giữ giới. Bây giờ quý vị bố thí cúng dường vật chất, trong tương lai giờ có thiệt, nhưng mà rồi do không có giữ giới, quý vị sát sanh, cho nên đời sau giàu là giàu nhưng vẫn bệnh hoạn, mang những chứng bệnh nan y, rồi phải chết yểu, rồi bỏ nhà cửa tài sản lại cho người khác xài, rất là quan phí. Rồi lại nữa, chúng ta không có giữ giới, chúng ta không có tránh cái sự trộm cắp, cho nên đời sau đó có tài sản thì phát sanh ra, nhưng mà tài sản dựng gầy dựng lên rồi cái bị một trận lũ nước lụt làm cho tiêu hao tài sản, bị một trận hỏa hoạn làm cho tiêu hao tài sản, hay là giàu có phất lên làm tỷ phú, một thời gian sau người ta điều tra, người ta biết được là cái tài sản đó bất hợp pháp, thế là nhà nước tịch biên, mà cái đó gọi là vua tịch thâu, vua tịch biên xung vào quốc khố, mất mát tài sản, giữ không được. Hoặc là có tài sản, kẻ trộm kẻ cướp nó đột nhập, nó giết hại và nó cướp đoạt cái tài sản đó đi, là thứ tư. Thứ năm nữa là khi mà mình giàu có nhiều tiền của tài sản, nếu mà chúng ta không có cái phước giữ giới đó, thì bị con cháu, những người thừa tự thừa kế tài sản đó, nó phá sản,
Bây giờ cha mẹ giàu quá, bây giờ có con nó chịu học hành, nó liêu lỏng, nó nghĩ cha mẹ giàu, với cái số tiền đó nó có thể sống suốt cả đời, cho nên nó đòi hỏi mua xe, mua xe cộ chạy đua rồi ẵm tiền đi qua bên casino để mà cờ bạc. Rồi khi mà cờ bạc thua rồi đó thì ở bên bển người ta điện về cha mẹ phải đem tiền qua bển để chuộc. Quý vị thấy khổ chưa? Rất là khổ. Tại sao chúng ta mất mát tài sản như vậy? Là lý do tại chúng ta hồi trước có bố thí mà không có giữ giới. Cho nên giữ giới quan trọng lắm chứ không phải giỡn đâu. Thành thử ra ngũ giới bất trì dương thi lùi triệt. Và còn một điều nữa gọi là si lê nát nếp vô tình danh tí. Chúng sanh mà được giải thoát, được niết bàn cũng do nhờ giữ giới. Giới là nền tảng, từ giới nó mới sanh định. Tu tập tăng thượng giới thì bắt đầu tâm định nó dễ, tăng thượng tâm nó dễ, định phát sanh tuệ mới được giải thoát. Khi mà người ta muốn bắn cái mũi tên đi đó, cái người bắn tên đó, một là họ phải đứng trụ ở trên cái mặt đất cho nó vững, đó là chỉ cho giới. Người ta bắt đầu người ta dùng cái sức mạnh để người ta dương cung ra, cái đó là định. Rồi người ta nhắm một phát trúng đích thì đó là tuệ. Quý vị nhớ, ví dụ các ngài ví dụ giống như là cái người bắn tên vậy đó. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta giữ giới. Mà hễ mà người Phật tử chúng ta lơ là không có giữ giới đó thì chúng ta dễ gọi là dễ vui trong thiện pháp giữ giới. Và người Phật tử chúng ta cần phải lưu ý như thế này, giới nó được thành tựu là do cái gì? Chetana silang. Giới là do cái sự cố ý. Mặc dù hồi lúc mình làm lễ quy y Tam Bảo là chúng ta có thọ năm giới, nhưng mà chúng ta bỏ quên ngày này qua ngày khác, không nhắc đi không nhắc lại, thế là chúng ta không có ăn trung giới. Người Phật tử chúng ta cứ mỗi sáng mỗi chiều, buổi sáng sớm thì chúng ta bắt đầu nguyện nhắc lại, nếu ngày thường thì chúng ta nguyện ngày hôm nay con xin nguyện thọ trì học giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chiều tối lại chúng ta mới bắt đầu kiểm điểm lại câu giới của mình ngày hôm nay có được thanh tịnh, được trong sạch không, nó có bị đứt hay không, nó có bị lủng lỗ hay không, có bị vá hay không. Chúng ta phạm giới xong rồi chúng ta đi sám hối xin giới lại thì gọi là được trong sạch. Nhưng mà cái đó là cái giống như cái áo chúng ta mà nó bị rách rồi chúng ta vá lại, nghĩa là nó cũng gió không có lọt qua được, nhưng mà nhìn thấy lốm đốm. Cho nên đó, giữ giới không phải chuyện dễ đâu thưa quý vị. Rồi người Phật tử chúng ta còn một điều nữa mà chúng ta phải chú ý là bố thí không nên dễ vui trong cái việc bố thí. Xả tài là nhân phát sanh lên tài sản trong tương lai. Nhất là những chúng sanh mà cái tâm bỏng sẻ keo kiết đó, thì những chúng sanh đó tâm cấu quế, cũng giống như là cái giếng có những cái mội nước chung quanh, nhưng mà khi mội nước đó nó đã dâng lên tới đây rồi đó thì nó dừng lại, bởi vì nước nó không thể tự động nó dâng cao lên được. Mà nếu chúng ta keo kiết bỏng sẻn, chúng ta đầy nắp giếng lại không cho ai múc xài hết, quanh năm số tháng chúng ta xài nước dơ nước cũ không, rồi cái mội giếng ở chung quanh đó, cái mạch nước đó, cái mội đó nó bị lấp luôn. Còn khi mà chúng ta cho người hàng xóm đi đến kéo nước giếng lên xài, họ xài vừa cạn xong là các cái mội đó nó tuôn ra nước sạch.
Cho nên Đức Phật là ví dụ cái trường hợp là người bố thí là cái người giếng nước mưa nguồn, làm cái giếng nước mưa nguồn cho mọi người. Yên tâm đi, Bồ Tát bỏ tất cả thì sẽ được tất cả. Chúng ta sợ nghèo không dám bố thí, cho nên chúng ta nghèo hoài. Còn chúng ta đừng có sợ, cuộc luân hồi này tài sản nó là phù du, là giả tạo, là vật chất. Cho nên chúng ta cứ việc bỏ ra mà hãy chúng ta san sẻ cho người khác, đi cúng dường cho các vị sa môn và la môn, những vị xuất gia tu hành, rồi người nghèo khổ chúng ta cho. Nhưng mà cho hết nó không có, không có, không hết đâu thưa quý vị. Hồi xưa giờ sư làm phước sư tuôn ra, mà sư có đói đâu, không có đói. Phật tử cũng thương cũng cho nữa. Cho nên Phật tử chúng ta, người nào nhìn cái mặt có cái tầm, cái tâm rộng rãi, xả tài, hào phóng, hằng sản, nhìn là biết liền. Còn người nào mà cái tâm keo kiết, bỏng sẻ, nhìn cái mặt có ôm á, là người đó không thể phát sinh ra tài sản. Cho nên chúng ta đừng có dễ vui ở trong thị, trong thị pháp bố thí. Đức Phật ngài dạy rằng, này các tỳ kheo, nếu như chúng sanh mà biết được cái quả của cái sự bố thí nó có cái quy lực như thế nào, thì chúng sanh đó sẽ không có bỏng sẻ. Ngài mới kể lại cái tiền thân của ngài là do hành cái pháp bố thí rộng rãi như vậy đó. Cho nên trong suốt dòng sanh tử luân hồi, ngài không bao giờ bị đói. Thậm chí dụ cho ngài sanh làm cái loài bàn sanh như là con nai, con khỉ ở trong rừng, ngài sanh ra ở đâu thì cây trái đầy đủ, cỏ xanh đầy đủ, để cho ngài, cho Đức Bồ Tát và bầy đàn của ngài ăn. Thậm chí ngài có cái phước đến mức độ mà ông vua ông vừa gặp mặt con nai, nai chúa, ông vua ông hoan hỷ quá, ông hoan hỷ với nai chúa, cho nên ông ra lệnh là bảo vệ cái bầy nai của Đức Bồ Tát. Rồi ông ta cung cấp, cứ là ở trong cái vườn thượng uyển nó có một nơi người ta cắt cỏ, người ta trồng cỏ xanh ở đó để cho bầy nai lui tới ăn, nó dễ dàng. Phước nó vậy thôi. Và đặc biệt cái nữa là Bồ Tát tiền thân Đức Phật là ngài, kể từ khi mà ngài hành pháp Ba La Mật dầu giàu thì lúc đó ngài không có sanh vào cái loài ngạ quỷ, quỷ đói không có. Sư rất sợ cái là đừng có nói chi là Phật tử ở xa đến chỉ trông mong được ăn. Những người Phật tử ở chùa kia, sư nói hoài, sư nói vô đây đó, mình nên làm chư thiên chứ đừng có làm một đám ngạ quỷ. Hễ mà lợi lộc phát sanh vô cho tăng, cái mình lén ngắt bớt đem nhỏ sao đem về, nguy hiểm lắm. Cái nhóm mà làm bếp của ba vị hoàng tử ở trong thời Đức Phật Phú Xá, do làm như vậy mà họ chết sanh làm loài ngạ quỷ. Từ thời Đức Phật Phú Xá cho đến Đức Phật Gotama mới được Đức Vua Bimbisara làm phước hồi hướng cho đó, mới được thoát khỏi cái cảnh giới ngạ quỷ khổ đau. Cái đó là do trong đời quá khứ ba vị hoàng tử đó kêu người thủ kho xuất cổ kho ra để làm lễ ra tăng cúng dường hàng muôn vị tỳ kheo, và có Đức Phật Phú Xá làm tòa chủ. Nhưng mà giờ những người đầu bếp họ nấu xong rồi đó, cái con của họ đòi ăn cái họ múc cho ăn, cái vợ của họ xin ăn cái họ múc cho ăn, tới phiên họ họ cũng lấy ăn trước chư tăng với Đức Phật. Vì vậy cho nên cả đám sanh làm loài ngạ quỷ hết. Khổ chưa? Chúng ta ăn có chút thôi mà sanh ngạ quỷ. Mà quý vị biết là từ thời Đức Phật cách đây 92 đại kiếp nữa là 92 trái đất, quý vị biết là trải qua biết bao nhiêu vị Phật còn ở kiếp ngạ quỷ. Dốc ngạ quỷ đó hễ mà gặp Đức Phật nào cũng đi đến hỏi Bạch Thế Tôn, chừng nào con mới được giải thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Ngài không nỡ nói xa, sợ
ngạ quỷ đó thất vọng, cho nên ngài chỉ ngài nói kế tiếp trong cái thời Đức Phật, cách Đức Phật kế tiếp đó người hãy đi đến hỏi. Thì đến Đức Phật kế tiếp hỏi, hỏi các vị đó cứ hẹn từ từ cho đến Đức Phật Kassapa, ngài mới nói không bao lâu nữa khi hết cái quả đất, khi mà hết cái giáo pháp của Như Lai rồi, đó có vị Phật tên gọi Gotama. Đức Phật Gotama có một vị cận sự nam là Đức Vua Bimbisara. Vua đó là quý thuộc của các ngươi, Đức Vua đó sẽ làm phước để hồi hướng cho các ngươi thoát khỏi cảnh ngạ quỷ. Quý vị thấy khổ lắm. Mình chẳng thà nhịn miệng một bữa, nhịn miệng một bữa để bố thí, vậy mà chúng ta trong tương lai sung sướng. Còn bây giờ mình sợ, mình đói một bữa, mình nhào vô mình ăn, ăn trước chư tăng đó, là chúng ta sanh ngạ quỷ, nghĩa là đói không biết bao nhiêu kiếp mà nói. Nhưng mà có ai sợ đâu. Quý vị không sợ chứ sư sợ lắm. Quý vị sợ không? Sợ sanh ngạ quỷ đó không? Sợ không? Phật tử sợ không? Sợ chứ. Ghê gớm, không biết trong tương lai mình gặp ai để hồi hướng cho mình nữa. Thì thôi bây giờ mình làm phước cho mình trước đi. Đó là cái vấn đề mà chúng ta không dễ vui ở trong sự bố thí, không dễ vui trong cái sự đa văn xúc tác hay là bông xúc tác. Người Phật tử chúng ta chú ý ở chỗ nghe pháp, học thuộc lòng pháp là nhân phát sinh cái sự đa văn. Suy nghĩ pháp cũng là nhân phát sinh sự đa văn. Nghe pháp, nhớ pháp, rồi chúng ta suy nghĩ về giáo pháp, rồi chúng ta ứng dụng giáo pháp trong đời sống tu tập của chúng ta, nó phát sinh sự đa văn. Mà bây giờ nhiều khi chúng ta ngồi nghe pháp, trừ ra những người bị bệnh hoạn này kia thì nghe pháp chân của họ phải mang vớ, mang dài để cho ấm chứ thôi bệnh, hoặc là ngồi trên ghế cao, hoặc là đầu trùm. Nhưng mà những người bình thường vô bệnh Aquilano, nếu mà họ mắc phải mấy cái đó, vị tỳ kheo không nên thuyết pháp cho người đó nghe. Ưng hợp pháp Đức Phật là dạy như vậy. Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta phải hiểu là trong lúc nghe pháp mà chúng ta ngồi không có nghiêm chỉnh, đó là chúng ta dễ vui trong cái sự nghe pháp. Trong lúc nghe pháp mà chúng ta không có chú tâm, đó là dễ vui trong pháp. Trong lúc nghe pháp mà chúng ta lại để cho cái tâm cố gắng tìm lỗi của cái vị pháp sư, đó là chúng ta dễ vui trong pháp. Làm sao chúng ta đa văn được? Cho nên quý vị nhớ, người Phật tử chúng ta phải cẩn thận cái chỗ đó. Kinh sách cũng vậy, chúng ta đa văn giờ chúng ta học kinh điển, cái quyển kinh đó đó, khi mà chúng ta xem sách, chúng ta ngồi đàng hoàng, chúng ta mở ra, chúng ta để trên bàn mở xem, mà chúng ta lật ngược, chúng ta gấp ngược lại, gọi là lộn mì gà đó, thì chúng ta gọi là dễ vui trong pháp. Thì rồi chúng ta coi kinh sách, thay vì đến cái trang đó chúng ta có công chuyện, chúng ta dừng lại, chúng ta hãy tìm một cái tờ giấy trắng để chúng ta chặn ngang, không nên xếp cái trang đó lại. Tập đi quý vị, tập chút chút, vậy là chúng ta có sự cung kính giáo pháp, chúng ta mới trở thành đa văn được. Còn bây giờ sách vở chúng ta bỏ đại trên giường ngủ, và chúng ta để đại trên nóc tủ chén, trên cái kệ bếp, chết tươi. Là suốt cuộc đời của chúng ta, đời này sang đời khác, không bao giờ chúng ta khôn ngoan trí tuệ để mà trở thành bậc đa văn trong giáo pháp này được. Quý vị biết là những bậc hiền giả, những bậc trí giả, trước khi mà họ muốn xem kinh sách,
Trước khi họ mới nghiên cứu môn dịch thuật là họ phải rửa mặt cho sạch sẽ, thậm chí họ còn phải tắm rửa xong rồi đó, xong rồi họ mới ra ngồi ngoài bàn, họ ngồi họ thiền 5 phút rồi họ mới bắt đầu xem kinh sách dịch kinh. Người ta phải cẩn trọng như vậy, người ta xem trọng giáo pháp. Còn nếu mà chúng ta không làm như vậy đó thì chúng ta sẽ dễ vui ở trong pháp. Rồi chúng ta nói đến cái trí tuệ, cái trí tuệ của người Phật tử chúng ta dùng để làm cái gì? Cái trí tuệ để chúng ta hiểu biết được cái này là thiện, cái này là bất thiện. Chúng ta nên hiểu biết đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đến sự diệt khổ. Cái đó gọi là có trí tuệ. Cái trí tuệ nó cần lắm thưa quý vị. Mà có nhiều người hàng ngày họ không dùng cái trí tuệ để mà suy tư cái đó đâu. Cái trí tuệ của họ để làm cái gì? Nghĩa là để đấu khổ với người khác. Hãy chờ xem, lắng nghe coi người khác nói cái câu gì rồi cái mình bắt bẻ, hay là mình nói khôi hài để châm biếm, để chỉ trích. Cái trí tuệ của họ tối ngày đi châm biếm người khác, mỉa mai người khác, thì cái trí tuệ đó thưa quý vị, nó không có làm được gì. Cái trí tuệ như là cái thanh gươm báo. Cái thanh gươm dùng để gì? Thanh gươm dùng làm vũ khí để đánh thắng quân địch, chứ không phải cái thanh gươm đó tối ngày xách ra đi dọc đường gặp cỏ cũng chém, gặp cây cũng chém cũng phát, rồi về nhà chặt củi, chẻ củi cũng lấy cây gươm đó mà chẻ. Thì vậy lâu ngày cây gươm đó nó lục đi. Nói vậy quý vị hiểu không? Có nghĩa là cái trí tuệ người Phật tử chúng ta đó, hàng ngày cái trí tuệ dùng để làm gì? Phải mài cho nó bén để mà chúng ta suy niệm về giáo pháp, chúng ta suy niệm về cái nỗi khổ sanh tử luân hồi. Còn những cái chuyện bình thường thì chúng ta nên hạn chế bớt đi cái việc mà chúng ta quá khôn ngoan rồi cái chúng ta nói móc nói xỏ người này người kia đó, thì cái trí tuệ đó thưa quý vị nó không có hay chút nào hết. Cho nên cái trí tuệ của chúng ta là một cái vật báo, chúng ta phải gìn giữ một cách chu đáo. Chứ chúng ta ở trong nhà có những cái hạt kim cương, không phải là chúng ta đem ra để chúng ta bắn cu li đâu. Kim cương là phải cất cái nơi cái chỗ, phải trong hộp nghiêm chỉnh đàng hoàng. Cũng vậy, cái trí tuệ của chúng ta là quý giá vô cùng. Bởi cái trí tuệ đó chúng ta đang đầu tư để mà trong tương lai chứng đắc được quả vị A-la-hán mà. Cho nên cái trí tuệ đó là vô cùng quan trọng. Chúng ta đừng có dễ vui mà chúng ta hủy hoại cái trí tuệ của mình. Quý vị biết cái người thợ mộc á, cái đục, cái lưỡi đục, cái lưỡi bào, cái lưỡi cưa, họ không bao giờ cho người khác mượn. Nếu mà có cho mượn đó, người ta cho mượn những cái bào đã cũ hoặc một cái cưa đã cũ, họ bỏ ra rồi thì mới cho mượn. Bởi vì cho người khác mượn, họ xài họ cưa tầm bậy tầm bạ, sao cái cưa đó nó bị lục cái lưỡi đi. Cái đục cũng vậy. Còn những cái mà người ta đang xài trong nghề đó là người ta cất thật kỹ ở trong rương. Hồi đó ông thân sư làm thợ mộc sư biết mà, nghĩa là không có cho mượn cắt bừa bãi. Ngay cả cái búa đẽo để mà đẽo gỗ cũng vậy. Cái búa nào mà của thợ mộc xài đó thì người ta mài cho bén, cho sắc, người ta đem cất. Bà con lối xóm ai mượn chẻ củi đó, mượn cái búa để mà chẻ củi đó thì lấy cái búa khác, chứ không có lấy cái búa nghề mà cho. Cũng vậy, chúng ta đừng bao giờ chúng ta lấy cái trí tuệ của chúng ta để mà chúng ta làm những chuyện sằng bậy, suy nghĩ cái chuyện vô ích. Chúng ta phải biết quý trọng cái trí tuệ của mình, thì như vậy gọi là không dễ vui trong trí tuệ, trong thiện pháp. Rồi bây giờ chúng ta còn hai cái nữa, tức là lòng tàm lòng quý, tức là sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi.
Khi mà chúng ta làm việc gì, chúng ta phải có cái sự hổ thẹn, nghĩ rằng địa vị cái cương vị của mình, cái vai trò của mình như vậy, làm như thế này là không tốt, làm như thế này thật đáng hổ thẹn. Thì như vậy đó là một người có lòng tàn, hổ thẹn tội lỗi, có cái lòng liêm sĩ, biết mắc cỡ. Bây giờ thế này nè, xin nói quý vị nghe, những thanh niên tướng tá đẹp trai, những cô gái xinh đẹp mặt mày sáng sủa, mà bây giờ ra ngoài đụng lộn cái chúng ta văn tục chửi thề chửi thốt, hay là chúng ta chửi lộn như là một người vô học, hỏi vậy cái đẹp đó nó còn giá trị nữa hay không? Không có giá trị. Chúng ta phải hiểu mình là người có học, mình không nên dùng những cái lời thô tục để chửi mắng gì. Chúng ta phải nói những cái lời lẽ đạo đức. Còn không có nói được cái lời lẽ đạo đức, chẳng thà chúng ta im lặng. Cái đó là chúng ta có lòng tàn, cái lòng quý của vị. Tức là chúng ta biết ghê sợ tội lỗi như sư nói quý vị. Mỗi một mà mỗi hành động chúng ta đều phải cân nhắc. Như Đức Phật ngài dạy tôn giả Rahula, này Rahula, khi con đã làm một hành động nào, đang làm hành động nào, sẽ làm cái hành động nào, con cần phải phản tỉnh lại xem có cái hành động của mình làm đó nó thuộc về thiện hay là bất thiện, nó là nhân đưa đến hạnh phúc hay đưa đến đau khổ. Bậc thiện trí thức mà biết được cái hành động đó khiển trách hay là khen ngợi, thì sau khi suy xét, nếu con thấy rằng cái hành động của mình làm đó mà nó thuộc về thiện pháp, là nhân đưa đến hạnh phúc và được bậc thiện trí thức tán thán, thì như vậy con cần phải làm, tiếp tục làm. Còn nếu con thấy nó là bất thiện, nó là nhân đưa đến đau khổ, thì như vậy con dứt khoát không nên làm, hoặc là khi đang làm phải dừng lại, đừng có tiếp tục làm. Cũng vậy này Rahula, lời nói nào con đã nói rồi, đang nói và sẽ nói, con cũng phải phản tỉnh lại lời nói đó, xem con cái lời nói đó thuộc về thiện pháp hay là bất thiện pháp, là lời nói đó đưa đến đau khổ hay là hạnh phúc, lời nói đó bậc thiện trí thức tán thán hay là chỉ trích. Sau khi phản tỉnh thấy rằng cái lời nói đó là thiện pháp, là nhân đưa đến an lạc và được bậc thiện trí thức tán thán, thì con nên nói, tiếp tục nói và thường xuyên nói. Còn nếu như thấy cái lời nói của mình đó là bất thiện, là nhân đưa đến đau khổ cho mình, cho người khác, bậc thiện trí thức chỉ trích quở trách, thì như vậy nếu đã nói rồi thì con phải đi sám hối, thấy đó là một cái lỗi lầm. Nếu đang nói thì con phải dừng lại cái lời nói đó, nếu sẽ nói thì con dứt khoát không nên nói. Đức Phật ngài dạy vậy, ý gì? Cái ý hành cũng vậy. Này Rahula, khi con sắp, con đã suy nghĩ cái điều gì, đang suy nghĩ điều gì, sẽ suy nghĩ điều gì, cần phải phản tỉnh lại cái tư tưởng của mình, xem con nói là thiện hay là bất thiện, nó đưa đến cái sự hạnh phúc hay đau khổ, bất thiện trí thức tán thán hay là khen ngợi, rồi mới nên suy nghĩ hoặc là không nên suy nghĩ. Chúng ta tu tập phản tỉnh vậy. Cho nên cái lòng tàm lòng quý, khi chúng ta hành động cái việc gì, chúng ta phải hành động cái lời, hành động nào, lời nói nào, chúng ta có cái lòng quý, tức là có sự ghê sợ tội lỗi, là chúng ta nghĩ rằng cái hành động này, lời nói này, tư tưởng này, nó có đưa đến đau khổ cho ta không? Bậc thiện trí thức có chê trách hay không? Rồi tự nhiên là chúng ta phải biết cách để xử lý cái lời nói đó, cái hành động đó, cái tư tưởng đó. Cái cách tu tập đó cũng hay lắm thưa quý vị. Gọi là không dễ vui, không dễ vui trong thiền pháp là như vậy.
Cho nên mỗi mỗi một người tu tập ai cũng phải có một pháp không dễ vui, thì như vậy người đó sẽ thành tựu được thiện pháp tốt. Này các tỳ kheo, buổi sáng sớm nhìn ở chung quanh dưới chân trời, cái chỗ nào mà cái vần hồng lố dạng, rạng đông đó, rạng đông mà lố dạng ở đâu thì đó là cái dấu hiệu cho biết mặt trời sẽ mọc ở ngay chỗ đó. Không bao giờ buổi sáng chúng ta nhìn ra hướng bắc mà có hừng đông, hay là hướng nam có hừng đông, hướng tây có hừng đông đâu, mà nhìn ở hướng đông mới có cái hừng đông ửng đỏ thì biết là cái chỗ đó là mặt trời sẽ mọc. Cũng vậy, đề cái tiền kheo, người mà không có gì sự dễ vui trong thiện pháp, hễ có được cái pháp không dễ vui thì đó là cái dấu hiệu cho biết rằng người này sẽ đi vào con đường chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngưỡng, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nếu mà người Phật tử chúng ta mà không có niềm tin, chúng ta dễ vui trong niềm tin, dễ vui ở trong cái giới hạnh, dễ vui trong cái sự bố thí xả tài, dễ vui trong cái sự đa văn, dễ vui trong trí tuệ, dễ vui trong lòng tàm lòng quý, thì xem như là người đó còn sống trong đêm tối, đêm 30. Còn khi mà người không có sự dễ vui ở trong bảy thiện pháp đó thì người đó được xem như là đã có cái dấu hiệu tăng trưởng thiện pháp. Cũng giống như nhìn thấy vườn hồng lố dạng là biết rằng đã bước sang ngày mới, mặt trời sẽ mọc ở đó, bình minh đã xuất hiện. Cho nên cái này quan trọng lắm thưa quý vị. Thì hôm nay đó, nhân dịp lễ Dương Y các Phật tử chúng ta về, mặc dù sư rất là mệt mỏi và rất là bận rộn công việc, nhưng mà để đáp lại cho quý vị, Patisanthara là sự tiếp đãi. Sự thật ra thì sư không có tiếp đãi Phật tử bằng Amisa San Patisanthara, tiếp đãi bằng vật chất đâu. Ăn cơm cũng thường thôi, nhưng mà Thamma Patisanthara là tiếp đãi pháp á, thì sư dư. Nhưng mà bây giờ ai có thể thưởng thức được những cái món ăn pháp bảo thì quý vị hãy lắng nghe để chúng ta có lợi ích. Xem như là chúng ta đi đến đây để chúng ta thành tựu phước báo, mà chúng ta nghe được từ pháp, chúng ta hiểu được, chúng ta có thể cải sửa được cái cuộc sống của mình, thì như vậy đó là một điều tốt đẹp quý báu. Thì sư xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời, xin chia phước đến chư thiên Đức Đề Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương và chư thiên hộ pháp, xin các ngài hãy tùy hỷ và hộ trì chánh pháp được tồn tại lâu dài. Rồi sư cũng chia phước đến tất cả chư tôn nữ, chư Phật tử, nhất là nhóm Phật tử Supanya thí chủ trong ngày hôm nay, mong cho tất cả được sự vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.